Mua xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay em có một chiếc xe hạng sang của thương hiệu Lexus Em lại giới thiệu cho anh chị và các bạn Đó là một chiếc xe RX 350 Sản xuất là 2019, mô đồ là 2020 Xe nhập khẩu chính hãng, có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu da bò Làm bánh với quãng đường là 3,5 vạn km Đầy đủ lịch sử bảo dưỡng trong hãng xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, không nỗi nầm, bao check mọi nơi trên toàn quốc. Và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng là Auto 31, số 31 33 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử. Đây là những chi tiết tổng quan về chiếc xe thì em sẽ quay qua để anh chị và các bạn có thể tham khảo cùng em. Khi mà anh chị và các bạn xem mà cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Ta cùng trao đổi và nhận cái giá tốt nhất từ đại lý. Với những chi tiết về hệ thống sơn si của chiếc xe thì nó vẫn còn rất đẹp. Dáng xe vẫn còn nguyên sang, nguyên cái những cái chi tiết về sơn si cũng như phần bếp đôi bếp cản của chiếc xe nó vẫn còn rất là khít. Hệ thống cốp của chiếc xe nó sử dụng là hệ thống cốp điện. Với không gian bên trong các bác có thể tham quan qua thì nó có một không gian thể tích chứa đồ rất rộng rãi nếu mà mình cần gia tăng thể tích về chứa đồ thì mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai với hàng ghế thứ hai thì anh chị các bạn có thể chỉ cần một nút bấm thôi là mình có thể là hạ rất là nhẹ nhàng rồi keo chỉ đinh tán là còn nguyên bản này các bạn với những chiếc xe em giao bán thì em luôn quay kỹ càng những chi tiết ở những phần mép đối cũng như là hệ thống ốc ác để các bác có thể là biết được là xe có bị đâm va hay thay thế gì không giúp cho anh chị và các bạn tiết kiệm được cái thời gian đi lại khi mà cảm thấy ưng thì mà cần xem chi tiết cụ thể hơn thì có thể liên hệ em em sẽ video call và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn và quay cận cảnh những cái phần mà anh chị và các bạn đang yêu cầu giúp anh chị và các bạn ở xa có thể là tìm mua xe một cách dễ dàng và chọn lựa được những đơn vị uy tín cửa hàng uy tín Đấy, chi tiết đường led em quay rất là rõ cho anh chị và các bạn nhé sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tiến tới không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe để các bác có thể tham quan về những tiện nghi và những tính năng hiện đang có ở trên hàng ghế thứ hai hệ thống mở cửa thông minh Keyless Go bốn cánh cửa ở cánh cửa thì nó sẽ có như là tap bọc da rồi những phần chi tiết ốc gỗ chất lượng cao cấp cùng với đó thì là có hệ thống rèm che lắng hai bên cánh cửa tạo không gian riêng tư giúp tránh lắng cho người ngồi phía sau. Đấy, những đường nét chi tiết của chiếc xe thì em quay rất là rõ để anh chị có thể thấy. Bên trong thì với hệ thống ghế ngồi, à, ghế da màu nâu với những phần đục lỗ thông hơi, tạo sự thoải mái ở không gian hàng ghế thứ hai thì nó có độ ngả sâu, giúp cho anh chị và các bạn di chuyển trong những chuyến đi xa có thể nghỉ ngơi thư giãn mà không bị mệt mỏi. Tiến tới về không gian khoang lái của chiếc xe thì vẫn là phần cánh cửa để tham quan về những phần keo chỉ rồi những phần ốc ác phí bấm điều chỉnh chức năng của chiếc xe nó còn có rõ nét hay không ở phần cánh cửa thì nó sẽ có tiện nghi như là hệ thống nhớ ghế phí điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương bên trong đây thì các bác có thể thấy những phần tem mát của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên đây chi tiết đường LED rất là hoàn hảo hệ thống ghế ngồi với hệ thống ghế thể thao ngồi rất là thoải mái các phím điều chỉnh như là các chế độ lái gài cầu chống chân trượt làm mát ghế sấy ghế cũng như có hệ thống sạc không dây màn hình giải trí phanh khoảng cách rồi là cảnh báo lệch làn lễ chuyển số thể thao màn hình giải trí với 12,3 inch cùng với đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn chiếc xe thì cũng có trang bị hắt kính cam 360 đầy đủ. Sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết về phần máy móc của chiếc xe. Với khối động cơ của Lexus RX 350 thì nó sẽ sử dụng khối động cơ là 3.5 lít với hệ dẫn động bốn bánh với các chế độ đường giúp anh chị và các bạn có nhiều trải nghiệm hơn. Những chi tiết về ốc ác keo chỉ là còn nguyên bản em quay thông tin chi tiết cụ thể để các bác có thể tham quan và chiếc xe Lexus RX 350 sản xuất 2019 nhập khẩu nguyên chiếc mô đồ là 2020 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 3 tỷ 650 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp cho các bác đang có nhu cầu giá trên em báo vẫn còn thương lượng giảm giá cho anh chị và các bạn khi đến trực tiếp cửa hàng nên các bác có thể qua trực tiếp em trao đổi hoặc liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Anh chị và các bạn cần đăng bán xe thì có thể là truy cập tại web hơi com Em sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.